Trở lại với các thông tin trong nước, sau nhiều năm tổ chức thành công triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam VIMF, kết hợp với triển lãm tự động hóa Việt Nam VIAF đã trở thành thương hiệu uy tín với nhiều kỳ triển lãm chất lượng và quy mô lớn. Năm nay, hai cuộc triển lãm sẽ dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC, thành phố mới, Bình Dương. Triển lãm nhằm mục đích kết nối, quảng bá các sản phẩm, máy móc, công nghệ tiên tiến, kết nối sản xuất giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng từ các cộng đồng doanh nghiệp trên khắp châu Á. Triển lãm chủ yếu trưng bày các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ, robot, tự động hóa, công nghệ in 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh trong công nghiệp. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 450 đơn vị doanh nghiệp với 500 gian hàng trưng bày và hơn 18.000 khách tham quan tới dự. Bên lề triển lãm sẽ là các hội thảo chuyên đề dưới sự dẫn dắt và trình bày của các chuyên gia hàng đầu trong ngành nhằm cập nhật công nghệ, dịch vụ kỹ thuật tiên tiến cho nền sản xuất công nghiệp tại Việt Nam và thế giới, chương trình kết nối doanh nghiệp và nhiều hoạt động khác.